Rất vui là được gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn. Và hôm nay Hiền Kim xin phép review một chiếc xe Hyundai Tucson, xe nhập khẩu, sản xuất 2011 và đăng ký 2012, bản 2.0, 2 cầu, xe dẫn động 4 bánh toàn thời gian, máy xăng. Và chiếc xe này hiện tại bên showroom em đang chào bán với giá là 485 triệu. Quý khách hàng nếu có nhu cầu xin liên lạc trực tiếp qua số hotline 0978 607 555 hoặc đến trực tiếp địa chỉ duy nhất của Luxury Car Hải Dương là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Với chiếc xe này bên em bán ra thì cam kết 3 tiêu chí: 1. Hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ; 2. Xe không tai nạn; và 3. Là xe không ngập nước, máy nguyên zin, máy số zin. Và bây giờ Hiền Kim kính mời toàn thể quý anh chị và các bạn cùng Hiền Kim đón xem qua chi tiết chiếc Hyundai Tucson, máy xăng 2.0 số tự động, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Với dòng xe này thì mặc dù đời nó hơi sâu nhưng chạy rất là đầm, rất là chắc, form dáng cũng rất là hiện đại. Và tầm nhiên liệu thì nó sẽ rơi vào tầm 8 đến 9 lít trên 100 cây. Đây, về thiết kế phía phần đầu các bạn, các chị có thể nhìn thấy được rõ hơn. Phần nội thất thì có đèn nổ thông minh, có cửa sổ trời toàn cảnh, ghế chỉnh điện và đã có trang bị thêm màn hình Android. Anh kiểm tra của em chiếc xe này chạy mấy vạn? Chìa khóa cầm đâu? Chiều rồi. Chìa khóa vừa đánh về thấy chìa khóa đâu? Để quên dưới xưởng rồi. Đây. Xe có trang bị màn hình Android, nội thất da nguyên bản. Cửa sổ trời. Một chiếc Hyundai Tucson cực đẹp luôn ạ. Cốp phía sau để đồ cũng rất là rộng rãi. Bảo Mạnh cầm về luôn hộ. Về phần máy thì bên em cam kết bảo hành máy nguyên zin, thân vỏ không đâm đụng, không ngập nước. Ống điều hòa tự động nhá, màn hình Android đầy đủ. Xe vừa về nên là em cũng chưa kịp nhận qua nội thất. Bốn lốp thì cũng rất là đẹp này. Đấy, một dàn lốp cũng rất là còn rất là đẹp luôn. Hyundai Tucson sản xuất 2011, nhập khẩu nguyên chiếc, máy xăng và đăng ký 2012. Em đang chào bán tại showroom với giá là 485 triệu. Quý khách hàng nếu có nhu cầu xin liên lạc trực tiếp cho em qua số hotline 0978 607 555.